xem tử vi về tuần mới. Rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về tốt những con giáp may mắn nhất trong tuần này, bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch. Đây là những con giáp may mắn gặp hỷ sự ập xuống nhà, đổi đời một cách ngoạn mục, giàu sang sung túc, của nả chất đống khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Đây là thời điểm sự nghiệp của những con giáp sau đây phát đạt phất lên như diều gặp gió, con đường thu nhập thì nhiều nguồn đổ về ồ ạt. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Thân. Đối với những người tuổi Thân sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn trong tháng 10 âm lịch này và mở ra một khoảng thời gian may mắn riêng cho mình. Họ là con giáp thông minh, sắc sảo và có một năng lực rất cao. Đây là năng lực đối nhân xử thế. Dù là nam hay nữ đều là con giáp rất tốt, thường bình tĩnh trong cuộc sống và sự nghiệp, không hoảng sợ khi gặp khó khăn và trở ngại, luôn luôn nắm bắt được những chi tiết để tìm ra phương pháp giải quyết mọi vấn đề. Họ là con giáp dám theo đuổi ước mơ của mình, đồng thời cũng là con giáp chịu đòn thất bại, không lúc nào để bản thân trở nên một người bình thường. Với trong tuần mới này thì vận may đã bùng phát, con đường sự nghiệp của Thân có rất nhiều cơ hội. Nếu như Thân tích cực vận dụng bản lĩnh để trổ tài thì sớm muộn cũng sẽ tạo được thành quả xứng đáng nhất và mang lại phúc lành và sự giàu có nhất và thu hoạch được rất nhiều may mắn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới, bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Dần. Về chính bản thân người tuổi Dần cũng có thể nhận ra rằng với một vận trình sự nghiệp của mình trong tuần mới là khá tốt, không chỉ là năng lực của bản thân liên tục được nâng cao mà hiệu suất cũng không ngừng được cải thiện. Và đây cũng là một trong những thời điểm rất có lợi để bạn phát triển năng lực, thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn. Chỉ cần không ngừng cố gắng thì cấp trên cũng chính là quý nhân sẽ nhìn ra những khả năng của bạn và trao cho bạn những đặc quyền, những trọng trách như một cách ủng hộ ngầm với bạn. Chẳng những vậy mà đồng nghiệp của những người tuổi này cũng rất phối hợp và đối phương có thể hợp tác với bản mệnh để công việc của bạn được hoàn thành nhanh chóng hơn, giúp cho đôi bên cùng có lợi. Tóm lại, chẳng điều gì có thể cản được bước chân thăng tiến của người tuổi Dần. Chính vì vậy mà Dần hãy tin tưởng vào bản thân mình và hướng tới những mục tiêu trong tương lai của bạn nhé. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Hợi. Đối với con giáp người tuổi Hợi thì theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra thì người tuổi Hợi đặc biệt là rất ưa vận động. Họ luôn luôn trong trạng thái động, rất năng động và rất hoạt bát. Với con giáp này là con giáp có tư duy linh hoạt, hành động dứt khoát, có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ nên họ sẽ không bị tụt hậu so với bất cứ con giáp nào trong cuộc đua. Bởi vì khi bước vào tuần mới này thì con giáp này sẽ bước vào giai đoạn thăng tiến nhanh hơn, không còn phải đối mặt với những căng thẳng và lo lắng nữa. Với con giáp người tuổi Hợi là con giáp rất dễ dàng nắm bắt những cơ hội kiếm tiền để thực hiện hóa những ước mơ của chính mình. Vậy những vận may sẽ đồng hành với con giáp này trong những cuối năm nay và từ đây cũng giúp cho cuộc sống và gia đình người tuổi Hợi đi lên một cách chóng mặt. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao
trong tuần mới từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Tý. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng người tuổi Tý là người có cát khí vây quanh, bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 11 thì được cả lục hợp và thiên ấn độ mệnh. Ngày này bạn cảm thấy làm gì cũng thuận lợi hơn hẳn, không cần phải quá vất vả cũng có thể đạt được những điều mà bạn mong muốn. Trong công việc đang có nhiều bước tiến triển tích cực, ngay cả những hạng mục đang dở từ lâu nay cũng được lật lại và giải quyết một cách ổn thỏa nhất. Cũng bởi vậy, bên cạnh bạn thì luôn có những người bạn tốt, đồng nghiệp nhiệt tình, luôn hết lòng vì nhau nên ai ai cũng vui vẻ, hỗ trợ nhau một tay để công việc hoàn thiện được tốt hơn. Còn chuyện tình cảm của con giáp này với người có đôi có cặp thì cũng ngày càng thêm thắm thiết hơn. Và những thời gian trôi đi thì không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt, mà trái lại ngày càng nồng nàn hơn rất nhiều. Dù đôi khi vẫn có những chuyện tranh cãi và khúc mắc, nhưng chúng giống như là gia vị cần có để tình cảm thêm gia vị ngọt ngào hơn. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về các tinh chiếu rọi với tốt con giáp. Sau đây là tốt con giáp may mắn trúng quả trời cho, giàu có bất ngờ trong 2 tháng cuối năm 2022. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Mùi. Đối với con giáp người tuổi Mùi thì theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra, người tuổi Mùi là người có tính cách ôn hòa, cũng có một khiếu hài ước. Nhờ vậy mà họ luôn luôn để lại những ấn tượng tốt cho người khác. Trong cuộc sống của con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực vào cuối năm nay. Có thể nói họ sẽ ngày càng đạt được chỉ số cao về hạnh phúc. Tuy là thời gian trước có lúc trầm nhưng giờ đã đến lúc thăng lớn. Năm nay thì con giáp người tuổi Mùi này là con giáp thu hoạch nhiều hơn, tốc độ phát triển khá ổn định. Đến cuối năm họ có thể thu hồi hết vốn đã thua lỗ từ trước đó. Không chỉ có vậy mà gia đình họ cũng luôn luôn nhận được những mối làm ăn rất lớn, không khó để tạo ra những lợi nhuận lớn, miễn là họ nỗ lực, miễn là họ cố gắng tập trung phấn đấu thì cuộc sống của Mùi chắc chắn sẽ ngày càng phát triển là điều hiển nhiên. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Sửu. Đối với người tuổi Sửu là một người kiên trì trong mọi công việc, ngay cả khi đó là công việc rất khó khăn và áp lực rất cao, khiến cho tất cả đều phải bỏ cuộc thì họ vẫn nỗ lực kiên trì đến cùng. Với người tuổi này, họ làm gì cũng kiên trì, một khi giao việc cho họ thì cấp trên có thể hoàn toàn yên tâm. Họ là người rất có trách nhiệm, sẽ không vì những khó khăn gian khổ hay lợi ích của cá nhân mình mà quay lưng. Và để con đường phát triển của người tuổi Sửu suôn sẻ hơn và không bị cản trở, nên con giáp này cần phải tận dụng tốt những sự giúp đỡ của quý nhân. Và theo tử vi dự báo là 2 tháng tới cũng là lúc mà người tuổi Sửu có con đường vận vượng quý nhân, nên hãy tranh thủ cải thiện, biết nắm bắt đúng cơ hội sẽ vững vàng gặt hái được những thành công. Không chỉ tài lộc rủng rỉnh mà người tuổi này còn hứa hẹn con đường sự nghiệp có bước tiến rất lớn. Hãy cứ kiên định với con đường mình đã chọn và tận dụng tốt các nguồn lực mình có thì người tuổi Sửu nhất định sẽ là con giáp thành công trong năm Nhâm Dần 2022. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Dậu. Người ta vẫn thường nói với những người tuổi Dậu là người rất dễ nổi nóng, song về thực chất họ lại là những người sống rất thẳng thắn, có lập trường riêng, lại là con giáp tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khác ở trong công việc. Với người tuổi này là người rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, nhiều vị trí khác nhau mà vẫn đảm bảo hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Và theo tử vi dự báo là trong 2 tháng tới là 2 tháng cuối năm Nhâm Dần thì người tuổi Dậu sẽ có một sự cải thiện lớn về con đường tài lộc. Theo đó mà người tuổi này dù làm việc gì trong lĩnh vực nào
cũng sẽ được gia tăng con đường thu nhập, không phải lo lắng nhiều về cơm ăn và áo mặc. Tài lộc lúc nào cũng rủng rỉnh, khiến cho họ đã chút được phần nào gánh nặng trong lòng, với một tinh thần luôn luôn thoải mái hơn. Chính vì vậy mà tư tưởng rất dễ đưa ra những quyết định sáng suốt, nên con đường tài lộc đi lên, đó là điều hiển nhiên. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.